lô máy cúp FI50, hàng vác xe kho nội địa nhập mới về nha anh em, mới về thêm. Lô này dài được 7 cái máy full bộ máy cúp FI50 phun xăng điện tử. Tất cả là hàng rã xe kho nội địa nhập về. Tình trạng là nguyên zin. Anh em là đầu nồi chưa rớt. Máy sóng vô lăng còn quay nhẹ nhàng. Tất cả là chưa vệ sinh hết nha anh em. Đúng hàng rã xe kho nội địa nhập về. Một bộ nó full đầy đủ luôn là 2,5 triệu, bao gồm là cục máy, thùng xăng lớn. Bô e đầy đủ hết. Full dàn điện sườn, thì có ECU, sạc, những cảm biến. Nói chung là full bộ đầy đủ, anh mua về lắp ráp là bình thường. Giá cho một bộ máy cúp FI chẳng giá rất là rẻ. Tại cửa hàng Quốc Thắng mình bán là 2,5 triệu full bộ nha. Anh em có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại là 0933 996 332. Máy cúp FI phun xăng điện tử.